Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến tìm hiểu chương trình ưu đãi và báo giá của dòng xe Mazda 3 Sport, một trong mẫu xe đẹp nhất của thế giới năm 2020 vừa rồi đấy ạ. Thì về chương trình và ưu đãi của tháng 3 này thì tôi muốn chia sẻ cho các bạn thì phải nói là cực kỳ là quá sốc luôn ạ. Mẫu xe sedan hạng C, dòng thể thao Sport hay là còn gọi là hatchback đấy ạ, đang được hỗ trợ lên tới là 70% thuế trước bạ nha mọi người nhé. Mọi người không nghe nhầm đó, không phải là 50% đâu mà thậm chí lên tới là 70% phía trước bạ luôn. Và ngoài ra thì còn được tặng thêm một cái gói phụ kiện 40 triệu nữa cho cái chương trình đợt tháng 3 này. Đó. Thì xe thì được trang bị đầy đủ hết cảm biến trước và sau luôn. Đây mọi người có thể nhìn thấy cảm biến nhá. Hệ thống đèn bi LED toàn bộ là full LED luôn. La răng thì được trang bị lên tới là 18 inch, cực kỳ to bản và khỏe mạnh luôn ạ. Đây, ở đằng sau thì nó sẽ là đuôi dáng thể thao theo kiểu là vuốt cúp xuống đấy mọi người nhìn này, không thể hổ danh là tại sao lại được là một trong những mẫu xe đẹp nhất của thế giới luôn đấy ạ. Cái này là do bình chọn nhá mọi người nhá, chứ không phải là mình nói xuông đâu ạ. Xe thì được trang bị là bô đôi thể thao này, ống xả kép và có đầy đủ cảm biến trước sau trái phải các bên hông sườn luôn, và toàn bộ đèn là full LED mọi người ạ. Đây, chúng ta cùng đi vào bên trong nội thất của xe một chút nhé. Xe thì được tích hợp đầy đủ hết là ghế chỉnh điện này, và có những hai vị trí ghế màn hình digital LCD luôn mọi người ạ. Mazda Connect nội thất phải nói là cực kỳ đẹp và sang trọng luôn ạ. Cửa sổ trời nhé. Đấy. Và riêng bản Premium thì sẽ có thêm cảnh báo điểm mù này, cảnh báo trạch làn đường, cảnh báo giữ làn đường, cảnh báo hỗ trợ phương tiện ngang khi lùi và phanh thông minh ạ. Đấy. Thì để biết thêm chi tiết chương trình giá bán ưu đãi và quà tặng của tháng 3 này thì hãy liên hệ hotline chúng mình để bên dưới để có thể tham khảo chi tiết và cũng như là có cái mức giá chúng mình có thể hỗ trợ đàm phán cho các bạn nhé. Thì trên đây là mình quay qua về cái dòng Mazda 3 cho mọi người cùng tham khảo cũng như là biết cái chính sách tháng 3 này. Thì chi tiết như nào thì hãy liên hệ hotline, thì bên mình có thể hỗ trợ và đàm phán các cái chương trình nó có thể tốt hơn, thậm chí là hơn cả cái mức hỗ trợ thuế luôn nhé mọi người nhé. Xin cảm ơn mọi người ạ.